Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên diễn đàn YouTube cũng như là các bạn đang theo dõi kênh du lịch và xe của Nguyễn Hoàng Bá. Hôm nay mình ngứa chân nữa rồi các bạn, đem cái xe ra để kiểm tra. Ngày mai sẽ có cái cuộc hành trình khám phá đèo Gia Bắc đi Di Linh, Lâm Đồng, Đà Lạt nha các bạn. Thì cái cung đường đèo Gia Bắc thì mình ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đi ra Phan Thiết, mình đi qua cái quốc lộ 28, mình sẽ chinh phục cái đèo Gia Bắc. Nó sẽ kết nối với lại là quốc lộ 20, đi về thành phố Đà Lạt. Thì cái đoạn đường này thì tầm nó cũng đi về khoảng chừng 400-500 cây số vậy các bạn. Thì trước khi đi mình cũng đem cái xe ra để mình bôi trơn đó, kiểm tra bôi trơn đó. Thì trước tiên là mình kiểm tra về áp suất của lớp các bạn. Cái lớp xe là cái áp suất nó là rất là quan trọng cho một cái hành trình xa. Khi mà các bạn bơm căng quá đó thì nó sẽ dễ bị chợt bánh, và đồng thời nó chạy nó hơi bị tưng sốc. Mà khi mình bơm yếu hơi á thì nó sẽ gây ra cái nặng xe, lớp nó sẽ ma sát nhiều với đường thì nó cũng sẽ tốn xăng. Do đó là trước khi đi mình cũng kiểm tra cái áp suất lớp và thắng đèn, còi rồi các thứ, có cái gì hỏng hóc thì mình chỉnh sửa nó lại. Và đồng thời mình cũng xịt sên nha các bạn. Thì cũng giới thiệu cho các bạn là chia sẻ cái về cái chai sên dưỡng của mình. Thì cái phần sên á, khi mà mình đi một cái tour từ 300-500 đến ngoài 1000 km á, thì mình đem, nếu mà đem theo cái chai này mình xịt á, thì nó rất là bất tiện. Bởi vì mình còn cái vật dụng cá nhân rất là nhiều. Thì do đó là tôi đã tìm được cái sản phẩm là SCB này, là xuất xứ là của Anh Quốc, xuất xứ là UK nè các bạn. Thì cái chai này là nó là 220.000 một chai, tôi mua ở siêu thị Metro. Cái này là chia sẻ thôi chứ không buôn bán gì nha các bạn. Thì cái chai này theo các cách xịt của tôi á, thì có thể là đi được trên một, mình xịt một lần á các bạn, mình xịt một lần đi là trên 1000, có thể là 1000 đến 1500 km sên nó mới là khô. Nó chỉ cần xịt một lần, nhưng mà cách xịt của tôi là xịt ướt luôn các bạn, xịt ướt cái bề mặt này nè, đồng thời xịt ướt cái bề mặt như này. Rồi để cách đêm qua hôm sau là mình lên đường thì cái dưỡng sên này nó sẽ thẩm thấu vô những cái khe, những cái gu lô nè các bạn, trong sợi sên nè, nó sẽ được đầy đủ, do đó là mình chạy nó không bị khô. Tôi sẽ xịt cho các bạn xem. Thì mình xịt mình canh theo cái mắt này nè các bạn, mình canh theo cái mắt nối của cái sợi sên, mình quay đều hết một vòng là ok nha các bạn. Thì vừa rồi tôi có cái chuyến đi Sài Gòn Cà Mau là 1100 cây các bạn, về sên vẫn còn ok, vẫn còn ướt. Sên này là sên zin nha các bạn, sinh viên theo xe mà đi được 24.000 cây à, vẫn còn chạy được.
là 24.065 cây các bạn. Rồi bắt đầu mình kiểm tra đèn xi nhan. Nói chung mình kiểm tra sơ nó cái là mình đi nó có cái tự tin hơn các bạn. Nó có cái tự tin khi mình chạy trên đường. Và bây giờ là tới đo cái áp suất lốp. Thì mình có mua cái đồng hồ đo áp suất lốp của cái này là của Hồng Kông các bạn. Cái này là đồng hồ này để dùng cho đo áp suất lốp của xe ô tô, xe máy. Thì cái này nó cũng đơn giản các bạn. Thì chiếc xe Winner mình nó có cái thông số lốp nó nằm ở ngay cái gắp sau. À, 2,2 kg. 2,25 kg. Lốp sau là 2,25 kg. 25. Cái lốp trước là 2 kg các bạn. Thì cái số ký trên đây nó ghi là theo cái số của cái dòng hoài cái đồng hồ nè các bạn. Rồi số ký trên cm vuông á. Mình ấn vô đây nè các bạn. Ở đây là 2,5 kg. Nó hơi lố một tí các bạn. Thì nó có cái, khi mà lố á, mình có cái nút này để mình nhấn mình xả bớt nó. Đó, cái này là 2,3 kg. 2,3 kg là ok các bạn. Thì cái phần lớp trước á là nó chỉ cần 2 kg thôi. Lớp trước là 2 kg thôi nha các bạn. Rồi đúng 2 kg các bạn. Thì mình đi một mình đó thì 2 kg, hoặc là nó hơi non chút xíu cũng được, hoặc là nó hơi già tí xíu cũng được.
Tức là ký 9 hay ký 1 gì cũng được các bạn, không nhất thiết là cũng phải là đúng 100%. Đó thì mình đo cái áp suất lốp này để có cái được cái sự vận hành trên đường nó tốt nhất nha các bạn. Thì cũng chia sẻ với các bạn là xe Winner của mình là cái lốp này cũng vẫn còn zin luôn các bạn. Đi 24.000 km rồi vẫn còn zin. Thì nó chưa có mòn hết các bạn. Nó có những cái điểm mòn của nhà sản xuất nó cho mình biết cái, khi mà mòn tới những cái điểm này nè các bạn. Nó có cái điểm để cho mình biết được là mòn tới đây là mình sẽ thay. Ngay cái rờ này các bạn, nó có cái khoảng u lên á. Thì do mình đi á, cái xe mình đi rất là nhiều. Nhưng mà mình ít khi nào mà ôm cua với cái tốc độ cao mà mình ôm cua để mà nghiêng xe các bạn. Thành ra ở cái phần giữa này nó đã mòn. Nhưng mà hai bên mép này thì nó gắt rồi còn nguyên. Là lý do mình khi mình vào cua đó là mình không có chạy nhiều. Khi các bạn vào cua là cái điểm tiếp xúc nó sẽ nằm cái đoạn này các bạn. Còn mình chạy thẳng thì nó tiếp xúc cái khoảng này. Thì do đó là cái chỗ này nó chưa có mòn. Mình thì cũng không có ôm cua gắt quá, mình ôm cua vừa phải với cái tốc độ cho phép thôi. Thành ra cái bánh này mình đi cảm giác của mình là nó cũng không có được trơn trật, nó cũng bình thường ok các bạn. Với điều kiện là mình bơm cái áp suất cho đúng thì đi rất là ok. Các bạn thấy cái lốp mình đi đã 24.000 cây số rồi mà các bạn thấy vẫn còn ok. Với cái phần cái lốp của mình á, mình thường xuyên xịt cái dưỡng lốp á các bạn, dưỡng lốp xe đó, do đó là nó cũng bảo quản được cái vỏ mình tốt hơn. Khi mình đi cái đường nhựa nóng vào cái buổi trưa thì nó rất là nóng, cái lốp mình rất là nóng. Khi mình dột xịt cái lớp bảo dưỡng này lên đó thì nó sẽ bảo vệ được cái nhựa cao su của mình, nó làm giúp tăng cái tuổi thọ và đồng thời cái vỏ của mình luôn luôn lúc nào cũng sạch đẹp. Thì sẵn đây cũng chia sẻ với các bạn là chai xịt dưỡng lốp xe. Thì các bạn thấy ở đây là nó dùng cho xe ô tô, nhưng mà xe lốp xe nào nó cũng vậy thôi các bạn. Mình đi xe máy thì vẫn sử dụng được bình thường. Cái chai này thì xuất xứ của Hàn Quốc nha các bạn. Đây là Korea. Chai này thì rẻ tiền, có 120.000 à các bạn. Xịt là cả năm có chưa có hết. Nên là mình lắc đều lên nha các bạn. Đó thì mình xịt lên một lượt thì cái bọt này sẽ bám vào cái lớp xe mình. Nhưng mà khi cái bọt nó khô rồi các bạn không cần lau chùi. Khi mà cái lớp bọt này nó khô là cái vỏ mình nó sạch sạch bóng lên. Đó thì mình dùng những cái chai dưỡng đa số là dưỡng sên, dưỡng sơn, dưỡng đồ nhựa nhám. Đó. Vậy là ngày mai mình có thể là an tâm lên đường, tự tin chiếc xe của mình nha các bạn. Thì video tới đây kết thúc, cũng mời các bạn theo dõi hành trình phượt khám phá đèo Gia Bắc, Bình Thuận, Lâm Đồng. Chào tạm biệt các bạn.